cho phép Hồng được gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Nhất Trung cũng như là anh Trấn Thành, là hai người mà đã thuyết phục Ngọc tham gia bộ phim Cô Lại Vào Bầu và để có được cái giải thưởng ngày hôm nay. Lời nói thứ hai thì chắc có lẽ là gửi lời đến tất cả khán giả đã luôn yêu thương, dành tình cảm cho Ngọc, và đặc biệt hơn đó chính là báo Người Lao Động đã cho Ngọc có được cơ hội ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Sâu trong lòng của tất cả quý vị khán giả, vẫn được mọi người yêu thương rất nhiều. Mặc dù là trong năm 2019 vừa qua là một năm thật sự Ngô Phước Thịnh cũng hạn chế những hoạt động của mình để mình cùng nhìn lại một chặng đường mình đã đi, mình đã được yêu thương như thế nào, mình đã được sự ủng hộ từ mọi người như thế nào, để con đường phía trước mắt biết phải phấn đấu và phải nỗ lực nhiều hơn như thế nào nữa. Và ngày hôm nay nhà máy vàng này là một động lực, là một niềm tin để cho Ngô Phước Thịnh biết được rằng mình còn rất nhiều thiếu sót. Rồi, kể chưa em mọi người. Rồi, kia là kể lại nha. Rồi, kể chưa em. Một kiểu nữa nè. Ok. Nha, cảm ơn. Con kiểu lên. 1, 2, 3, 4, 5.